thấy điện thoại quá nóng, thanh niên liền đổ chiếc điều hòa phiên bản siêu mini. Cứ tưởng điều hòa chỉ dùng cho người, này mới biết còn có cả điều hòa chỉ dành riêng cho smartphone. Theo đó, vì chơi game thấy chiếc điện thoại của mình nóng như lửa đốt, sợ nếu tiếp tục thì khả năng cao máy sẽ phát nổ, nên thanh niên này đã độ một chiếc tản nhiệt cực kỳ uy tín. Từ những gì quay lại có thể thấy, thiết bị làm mát này là một chiếc điều hòa mini phiên bản đến từ Bình Dương. Tất nhiên nó có cả dàn nóng và dàn lạnh, không khác gì hàng real. Có chăng sự khác biệt là ở kích thước, khi nó bé đúng bằng hai ngón tay. Với chiếc điều hòa chất lượng, khả năng cao là chiếc điện thoại của anh chàng sẽ được mát rười rượi mà leo ra, không cần lo bị nóng bỏng tay mỗi khi chạy bo cùng đồng đội. Chỉ có điều cộng đồng mạng thắc mắc rằng không biết máy có đốt pin nhanh vì phải gắn chiếc điều hòa tốn điện này hay là không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.